quý vị trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm, là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, Suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Phương Thanh mời quý vị nghe tiếp những bản tin trong tuần của Bình luận gia Vũ Linh. Tiếp đến là bản tin Nhà nước kiểm duyệt. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Jen Psaki tuyên bố việc Facebook cấm cửa Tổng thống Trump đúng là chính đáng, vì các trang mạng xã hội có trách nhiệm ngăn chặn việc phổ biến tin thất thiệt, tức là misinformation. Xin lỗi, không biết quý vị nghĩ sao trước kẻ này, tưởng mình đang đọc bản tin của báo Nhân dân ở Hà Nội. Nhà nước có trách nhiệm ngăn cản việc tung tin thất thiệt của đám phản động, tay sai của đế quốc đang mưu hại đảng và nhân dân ta. Chứ thật ra đảng ta không hề có chính sách bịt miệng dân. Ai muốn tung hô đảng ta bao nhiêu cũng được, sẽ không bao giờ bị kiểm duyệt hết. Vấn đề là thế nào là tin thất thiệt, ai định nghĩa và theo tiêu chuẩn nào? Khi Obama quảng bá Obamacare và tuyên bố, nếu bạn thích bảo hiểm y tế của bạn, thích bác sĩ của bạn, thích nhà thương của bạn, bạn sẽ giữ được tất cả những thứ đó, thì có phải là misinformation không? Hay khi Obama tuyên bố tiền phạt nếu không mua bảo hiểm y tế không phải là thuế, cho đến khi tối cao pháp viện phán đó chính là thuế và được chính kinh tế gia, cha đẻ của luật phạt này nhìn nhận là thuế, nhưng Obama không thể nói là thuế được vì sẽ bị chống đối. Không thông qua Obamacare được thì đó có phải là misinformation không? Có cần kiểm duyệt đục bỏ không? Khi Tổng thống Trump tuyên bố đã có gian lận bầu cử, Facebook cấm cửa vì cho là Trump phao tin thất thiệt. Thế khi các tòa án Virginia, Wisconsin, Michigan, v.v. tuyên án các thay đổi luật lệ bầu cử giờ chót tại những tiểu bang này vi phạm hiến pháp của chính các tiểu bang đó, thì những tố giác của Trump có còn là tin thất thiệt nữa không? Bản tin kế tiếp, tin vịt khổng lồ. Gần đây, cái nhóm Mỹ con gốc cây cấp tiến đã tung ra tin nhóm cuồng mê Trump rất ngớ ngẩn, chuyên môn tin vào những fake news lăng nhăng hay thuyết âm mưu vớ vẩn. Để rồi mới đây, nhóm cuồng chống Trump hồ hởi tung một tin không thể nào ngu hơn là cựu phó tổng thống Mike Pence của Tổng thống Trump đã xin tị nạn chính trị tại Qatar, là một vương quốc Ả Rập, vì sợ Trump trả thù thanh toán gì đó. Ấy vậy chứ các cụ tị nạn ta luôn nhai lại lập luận của truyền thông dòng chính là phe cuồng mê Trump luôn luôn tung fake news đó. Việc này dân Mỹ có một câu mô tả rất hay, họ nói đó là cái chuyện cái nồi chia cái chảo bị cháy đen. Bản tin kế tiếp, Trung Đông nóng bỏng. Tin từ Trung Đông cho hay cuộc chiến giữa Do Thái và Palestine bất thình lình đã sôi sục lại khi Palestine bắn cả 1.500 hỏa tiễn vào thủ đô Jerusalem trong 2 ngày đầu tuần rồi. Và Do Thái phản ứng bằng cách cho máy bay oanh tạc và thả bom vùng đất Gaza của Palestine. Chính quyền Biden đã bối rối, cuống cuồng tìm cách hạ hỏa, nhưng cho đến nay chưa có kết quả gì. Ta nhớ lại, trong suốt 4 năm của Trump, Palestine đã ngồi yên vì bị Mỹ cảnh cáo mạnh. Ngay sau khi cụ Biden lên nắm quyền, một trong những sắc lệnh đầu tiên của cụ là tái viện trợ đâu 500 triệu Mỹ Kim cho Palestine, được Palestine coi như một hậu thuẫn cụ thể nhất, và Palestine đã mau mắn chụp cơ hội ra tay tấn công Do Thái ngay. Palestine từ trước đến giờ vẫn luôn luôn được hậu thuẫn chính trị, quân sự và tài chính từ Iran. Việc cụ Biden tìm cách nối lại quan hệ thân thiện với Iran cũng là một thông điệp khác của cụ Biden mà Palestine đã nhìn thấy rõ. Bản tin kế tiếp, cụ tướng lãnh chống Biden. Một nhóm 124 cựu tướng lãnh và đô đốc Mỹ trong khối Flag Officer for America đã ký tên một tuyên cáo tố cáo cụ Biden đã được bầu làm tổng thống một cách không chính danh và là người có vấn đề tâm thần. Đó là đương kim tổng tư lệnh quân lực Mỹ đấy. Trong khi đó, đại tướng Petraeus, người hùng trong hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq, đã tuyên bố ông sợ quyết định rút quân của cụ Biden ra khỏi Afghanistan sẽ bị hối tiếc sau này, nhất là khi ta đang thấy Taliban có vẻ như đang hồi phục lại. Bản tin kế tiếp, khu vô gia cư mới của Los. Một bãi biển tuyệt đẹp ở thành phố Los Angeles đã được dân vô gia cư yêu mến chọn làm nơi đóng đô. Đó là bãi biển thành phố Venice, ngay sát khu Marina Del Rey, phía tây khu Culver, phía tây của trung tâm Los Angeles. Dân vô gia cư đã đến đó cắm lều dọc theo bãi biển,
khiến dân cư và du khách chạy trốn khỏi bãi biển hết. Các cơ sở kinh doanh dọc bãi biển mất hết khách. Đã vậy, đám vô gia cư cũng mang theo ma túy, cướp bóc, bắn giết theo họ. Thiên đàng hạ giới California đang mau chóng biến thành địa ngục trần gian dưới tay thống đốc Gavin Newsom. Một ông quan tòa tuần rồi đã ra lệnh cho thành phố Los Angeles phải tìm hay xây khu nhà trú cho dân vô gia cư. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thật ra chỉ chứng tỏ ông tòa mơ ngủ, chẳng hiểu gì về tình trạng vô gia cư cả. Thật ra tại Los hay tại San Francisco hay bất cứ thành phố nào khác, lúc nào cũng có sẵn nhà của chính quyền địa phương để cho họ ở. Nhưng vấn đề là đám dân vô gia cư không chịu ở mà thôi. Vì ở trong những nhà trọ đó là sẽ mất rượu, mất ma túy, mất tự do vân vân, là những thứ mà dân vô gia cư coi như không thể thiếu được. Muốn diệt tận gốc nạn vô gia cư, cần phải làm sao cho họ cai rượu và cai ma túy, chứ không phải là chuyện nhà cửa cho họ ở. Nhìn những hình ảnh dưới đây, ai còn dám ra bãi biển Venice nữa. Bản tin tiếp theo, người Việt bên Đức. Cả nước Đức đang ngỡ ngàng và phẫn nộ vì hành động man dợ của một người Đức gốc Việt. Cái tên này không hiểu phải gọi là Việt Kiều hay Việt tị nạn. Trước đây, hắn là công dân cái xứ gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, qua bên xứ Cộng sản Đông Đức sống không biết vì lý do gì. Khi Đông Đức tiêu tùng sát nhập vào Tây Đức thì hắn xin ở lại Đức luôn. Đã có cả mấy chục ngàn dân Bắc Việt ở trong tình trạng này. Trong xóm hắn ở, lâu nay có nạn mất mèo, cả chục con mèo biến mất. Cảnh sát Đức được hàng xóm khai báo, hắn bị bắt quả tang đang nướng một con mèo bằng máy hàn xì để ăn nhậu. Cả nước Đức kinh hoàng lên án tính man dợ của hắn. Cụ Trần Văn Tích, nhân danh Liên hội Người Việt tị nạn tại Đức lên tiếng, lên án hành động này và nhắc nhở dân Đức là dân Việt tị nạn. Không bà con, cha căng chu kết gì với loại man di mọi dợ này. Vũ Linh là người khác chính kiến với cụ Trần Văn Tích, đã từng công khai tranh cãi với cụ trên diễn đàn trái chiều này. Nhưng không phải vì vậy mà không thể ghi nhận, cụ Trần Văn Tích đã một cách rất chính đáng và đáng phục lên tiếng bảo vệ cộng đồng tị nạn. Cụ Trần Văn Tích có thể ở xa, không hiểu rõ vấn đề của nước Mỹ, nhưng tại Đức, cụ hiểu rõ hơn và đã làm chuyện cần phải làm. Một câu chuyện khác không liên quan là chuyện một thằng nhóc học sinh trung học tại Úc đã lôi lá cờ vàng của chúng ta xuống dẫm đạp. Phản ứng mau chóng và mạnh mẽ của cộng đồng Việt tị nạn tại Úc là một gương sáng cho tất cả các cộng đồng Việt tị nạn trên khắp thế giới. Để rồi nhìn lại cộng đồng tị nạn ở Mỹ mà cảm thấy đáng buồn. Tại Mỹ này có những tên chẳng biết là Việt Kiều hay Việt tị nạn hay Việt Cộng nằm vùng. Công khai nhục mạ cộng đồng, nhục mạ người tị nạn, công khai tung hô xã hội chủ nghĩa Việt Cộng, ca tụng hồ, miệt thị các tổng thống Diệm và Thiệu, bôi bác chính nghĩa quốc gia, lại cũng công khai viết email phổ biến khắp nơi về chuyện cờ vàng chỉ đáng mang đi hốt cất chó của hắn. Ấy vậy mà hình như trong cả ngàn hội đoàn đang phải đảng phái mang danh là quốc gia, chống cộng đủ thứ, chưa kể dăm ba quốc trưởng, thủ tướng tự phong, mà lại chẳng có tới một hội đoàn hay tổ chức hay đảng nào đã lên án hắn hay kêu gọi có hành động tẩy chay hay phản bác gì với hắn. Vâng, có một ít cá nhân đã lên tiếng mạnh, nhưng các tổ chức cộng đồng đều im lặng hết. Nhiều diễn đàn của cộng đồng tị nạn, nhân danh bảo vệ quyền tự do ngôn luận, công khai cho đăng nguyên văn những bài viết nhục mạ cả cộng đồng của tên Việt Cộng này. Mấy cái diễn đàn này sau gần nửa thế kỷ hoạt động trong xứ Mỹ này vẫn chưa hiểu rõ quyền tự do ngôn luận. Thật ra không cho phép phỉ báng cả một cộng đồng như vậy. Facebook còn cấm cửa được cả Tổng thống, sao các diễn đàn này lại sợ Việt Cộng? Đi xa hơn nữa, nếu như bọn Việt Cộng tại Hà Nội gửi bài cho các diễn đàn này, họ sẽ nhân danh tự do ngôn luận đăng lên hay không? Cả cộng đồng tị nạn ở Mỹ rúng động, la ó phản đối tên nhóc, học sinh trung học dẫm lên cờ vàng tốt tuột bên Úc, thậm chí đòi ký thỉnh nguyện thư cấm những tên nhóc này vào Mỹ, nhưng lại nín thinh khi có tên đòi mang cờ vàng đi hốt cứt chó ngay tại Mỹ. Thế nghĩa là gì? Đánh Việt Cộng xa, né Việt Cộng gần. Sợ Việt Cộng đến độ chạy tuốt qua Mỹ vẫn còn sợ sao? Diễn đàn trái chiều trên nguyên tắc không can dự vào chuyện cộng đồng hay chuyện chống cộng vì ngoài mục tiêu của diễn đàn. Tuy nhiên, có những chuyện quá đáng mà diễn đàn này không thể giữ im lặng được nữa. Cập nhật COVID. Lần đầu tiên từ ngày COVID tấn công Mỹ, tỷ lệ gia tăng số người nhiễm và chết đều đã rớt xuống mức dưới mức 1%. Số người bị nhiễm trong tuần là hơn 210.000 người, thấp nhất kể từ cuối tháng 4 năm 2020, khi COVID bắt đầu tấn công mạnh. Số người chết trong tuần là dưới 4.000, mức thấp nhất từ đầu tháng 3 năm 2020, khi COVID mới bắt đầu vào Mỹ. Tháng 12 năm ngoái, mỗi tuần đã có lên tới 1.500.000 người bị nhiễm và gần 20.000 người chết mỗi tuần. Bản tin tiếp theo, CDC tuyên bố khỏi cần đeo khẩu trang.
Trung tâm ngừa dịch CDC đã thông báo tất cả những người đã chích ngừa COVID đầy đủ sẽ không cần phải đeo khẩu trang ngoài đường cũng như trong nhà nữa. Ngoại trừ một vài biệt lệ như khi đi máy bay hay khi sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng như xe bus, xe metro hay trong các cơ sở kinh doanh tư nhân, khi họ đòi hỏi phải đeo mặt nạ hay các chính quyền địa phương vẫn đòi hỏi. Theo CDC, thuốc ngừa đã chứng tỏ rất hiệu nghiệm, có thể chống nhiều loại vi khuẩn COVID biến thể và những người đã chích ngừa rất ít nguy cơ lây nhiễm chính mình hay người khác. Cụ Biden và bà phó Harris trong ngày thứ năm vừa qua đã xuất hiện trước báo chí lần đầu tiên không đeo khẩu trang nữa. Và thưa quý vị, bản tin của Bình luận do Vũ Linh đã chấm dứt ở đây. Quý vị biết là những cái bản tin của CDC vẫn thanh thấy nó vô cùng mâu thuẫn với nhau. Cái bản tin này đây là chắc là mới nhất, còn Phương Thanh cũng mới nhận được những bản tin. Người ta khi mà đã chích ngừa rồi thì đâu có sợ người khác lây cho mình nữa. Nhưng mà họ nói là chích ngừa rồi mình vẫn có khả năng, vẫn có thể lây nhiễm cho người khác. Bởi vì con vi khuẩn nó không vào được người của mình, nó vào người khác. Đó là vấn đề rất buồn cười. Rồi khi mà đã chích ngừa rồi thì còn sợ gì nữa. Rồi vẫn phải đeo khẩu trang, vẫn cấm. Và tất cả mọi nơi đều cấm. Mình có CDC nói là không cho mình vào trong những siêu thị hoặc tất cả những nơi khác để phòng ngừa thì vẫn phải đeo như thường thôi. Cái đó chuyện nói chuyện rất là huề vốn. Và vâng, thưa quý vị, Phương Thanh gửi đến quý vị một bản tin tiếp theo. Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là tội phạm thế kỷ. Cựu tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy 15 tháng 5 theo giờ Hoa Kỳ đã phát đi tuyên bố mạnh mẽ về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ông khẳng định cuộc bầu cử này sẽ được ghi nhớ là tội phạm thế kỷ. Bởi vì đất nước của chúng ta đang bị phá hủy cả ở bên trong và bên ngoài, nên cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sẽ được ghi nhớ như là tội phạm thế kỷ, ông Trump viết trên trang truyền tin From the Death of Donald J. Trump. Trong bài đăng liên tiếp sau đó, cựu tổng thống đã tuyên bố ông chiến thắng cuộc bầu cử 2020 và cho rằng kết quả bầu cử cuối cùng đã bị gian lận, cũng như nhấn mạnh cuộc bầu cử này cực kỳ xích sao ở một số tiểu bang. Wall Street Journal đã báo cáo, họ cuối cùng đã làm được một điều đứng đắn, rằng 2020 là sai lầm. Thăm dò bầu cử tổng thống tồi tệ nhất trong 40 năm qua, các cuộc khảo sát ý kiến công chúng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là không chính xác nhất từ trước đến nay. Theo một ủy ban thăm dò lớn, ông Trump viết đề cập đến một bài báo Wall Street Journal xuất bản hôm thứ Năm 13 tháng 5. Trong bài báo hôm 13 tháng 5, Wall Street Journal đã dẫn lời giáo sư khoa học chính trị là Joshua D. Clinton của Đại học Vanderbilt và là người lãnh đạo cuộc đánh giá của Hiệp hội Mỹ về nghiên cứu ý kiến công chúng nói rằng các cuộc thăm dò năm 2020 đã cường điệu về sự ủng hộ Đảng Dân Chủ so với mọi cuộc cạnh tranh mà chúng tôi đã quan sát. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.